kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu với những nội dung chính sau đây. Xã Phúc Than, huyện Than Uyên tuyên truyền tới người dân chủ động chẳng chống kiên cố nhà ở trong mùa mưa bão. Huyện Sìn Hồ tích cực triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án giao thông, cơ sở hạ tầng trên địa bàn để sớm bàn giao trước khi bước vào cao điểm mùa mưa. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam. Một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn với người, đảng bộ, chính quyền, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc Lai Châu đã và đang ra sức thi đua, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra, đưa Lai Châu phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, 6 giờ sáng ngày 18 tháng 5, nước ta đã qua 32 ngày không có ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm của Việt Nam là 320 ca, trong đó thì có 260 trường hợp được công bố chữa khỏi, chiếm 81% tổng số bệnh nhân COVID-19 tại nước ta. Hiện còn 60 bệnh nhân đang điều trị tại 10 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Trong đó thì 14 trên 60 bệnh nhân đang điều trị và có kết quả xét nghiệm âm tính từ một lần trở lên với virus gây COVID-19. Đa số các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, mặc dù nhiều ngày qua thì Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng. Nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng hiện nay rất thấp, nhưng vẫn còn tiềm ẩn bởi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường ở nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam trong thời gian tới cũng gia tăng do mở dần các đường bay quốc tế, chuyến bay đón công dân Việt Nam về nước, yêu cầu nhập cảnh cho các nhà đầu tư, các chuyên gia kỹ thuật cao từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch nhập cảnh vào Việt Nam. Từ ngày 5 tháng 5 năm 2020, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lai Châu đã ban hành công văn số 162 về việc quyết định tạm dừng hoạt động hai chốt kiểm soát dịch bệnh tại huyện Tam Đường và huyện Than Uyên. Như vậy là sau hơn 50 ngày thực hiện kiểm soát phòng chống dịch bệnh, chốt kiểm soát số 1 tại ngã ba Sơn Bình, huyện Tam Đường đã tiến hành kiểm tra xác minh được 52.466 người ra vào tỉnh. Trong đó, có 1.779 người đi từ Hà Nội về Lai Châu và 23 người nước ngoài. Qua quá trình kiểm tra phát hiện 75 trường hợp có yếu tố dịch tễ đưa vào cách ly tập trung tại cơ sở y tế và khu cách ly tập trung là 64 người và yêu cầu cách ly tại nhà là 11 người. Bên cạnh đó, các lực lượng tại chốt kiểm soát cũng ghi nhận 20.044 phương tiện các loại vào tỉnh, tổ chức phun khử khuẩn đối với 29 phương tiện có yếu tố dịch tễ, đồng thời lập biên bản đối với 14 phương tiện không chấp hành nghiêm túc các quy định về thực hiện phòng chống dịch bệnh. Thông qua việc kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh trong thời gian dịch bệnh COVID-19 đã góp phần bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân và ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập và lây lan vào địa bàn. Là đảng bộ được tỉnh chọn thực hiện đại hội điểm khối đảng bộ cấp huyện, do đó huyện Tân Uyên đã chủ động tích cực chuẩn bị chu toàn các bước để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, đặc biệt là việc đẩy nhanh thực hiện đại hội các chi đảng bộ cơ sở. Đảng bộ huyện Tân Uyên hiện có 49 tổ chức cơ sở đảng, 193 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Tính đến nay, 100% tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện Tân Uyên đã hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở. Trong đó, có 15 trên 15 đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội, kết quả bầu 164 đồng chí đảng ủy viên. Tham gia cấp ủy lần đầu có 35 đồng chí, có 38 đồng chí là nữ và 92 đồng chí là người dân tộc thiểu số. Trong tháng 4 vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Nhùn tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn thẩm định hồ sơ thu hồi đất các dự án trên địa bàn huyện, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án đường dây 220 kV Mường Tè, Lai Châu, đã tiến hành cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ cho một hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Nậm Nhùn với diện tích là 1.042,6 m2. Triển khai lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện.
chỉ đạo kiểm tra giải tỏa dứt điểm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn các xã Nậm Hàng, Pú Đao, Lê Lợi và Hua Bùm. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây thì tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt là mưa đá dông lốc có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến người và tài sản của nhà nước và nhân dân. Nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa đá dông lốc gây ra, xã Phúc Than, huyện Than Uyên đang tích cực tuyên truyền tới bà con nhân dân chủ động chẳng chống kiên cố nhà ở trong mùa mưa bão. Mặc dù mới đang chuẩn bị bước vào đầu mùa mưa, nhưng gia đình anh Hoàng Văn Cầu ở bản Nậm Sáng, xã Phúc Than, huyện Than Uyên đã bị gió lốc làm tóc một bên mái nhà. Hiện nay gia đình anh đang tích cực sửa chữa và chẳng chống lại nhà cửa để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm nay. Tối hôm xong là trời mưa to quá thì gió to nữa cũng tốc mái tôi, thì giờ tôi mưa sắt về tôi hàn lại để cho chắc, để mưa lần sau thì để cho nó an toàn. Hiện nay đã và đang bước vào thời kỳ chuyển mùa, đầu mùa mưa. Đây cũng là thời điểm thường xảy ra những cơn dông và lốc xoáy, sấm sét. Trước tình hình đó, chính quyền xã đang tích cực chỉ đạo cán bộ xuống các bản, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc chủ động phòng chống thiên tai, đặc biệt là bão gió và dông lốc. Đồng thời, xã cũng chủ động rà soát những hộ gia đình có nhà bán kiên cố, mái nhà không chắc chắn, nhà nằm trong khu xa dân cư tập trung và có nhiều cây che chắn, có nguy cơ bị gió lốc, tốc mái bởi gió bão, để vận động sửa chữa, gia cố lại nhà cửa, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi mưa bão xảy ra. Đối với xã Phúc Than, là một cái xã mà chịu ảnh hưởng của thiên tai, gió bão cũng như là mưa lốc trong những năm vừa rồi. Và trong thời gian qua thì là Đảng ủy chính quyền xã đã tuyên truyền và cử cán bộ chuyên môn xuống cùng hướng dẫn và tuyên truyền bà con để phòng trừ cũng như là chống chéo những cái nhà cửa cũng như là tất cả các cái hoa màu cũng như là thiết bị của bà con dân để giảm thiểu cái thiệt hại về cái mưa gió bão. Với sự chỉ đạo tích cực của chính quyền địa phương và sự chủ động của bà con nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai, hy vọng rằng trong mùa mưa năm nay, xã Phúc Than sẽ hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra. Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, huyện Sìn Hồ đang tích cực triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án giao thông, cơ sở hạ tầng trên địa bàn để sớm hoàn trả mặt bằng và bàn giao trước khi bước vào cao điểm mùa mưa. Bên cạnh đó thì công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng được quan tâm thực hiện. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, các hạng mục công trình trên tuyến giao thông Sa Dê Phìn đi bản Hát Hơ được đẩy nhanh tiến độ. Đây là tuyến đường phục vụ sản xuất cho một số bản của xã Sa Dê Phìn. Được biết, tuyến đường này có tổng chiều dài 7 km, được chia thành 2 gói thầu, với tổng vốn đầu tư là 12,8 tỷ từ chương trình 30A. Đến thời điểm này, hiện tại phần mặt bằng đã được hoàn thành khoảng 90-95%. Hệ thống rãnh, mương, cống thoát nước đang được thi công theo đúng tiến độ. Sau cái thời gian giãn cách mà để dịch Covid, thì là doanh nghiệp đã tập trung toàn bộ lực lượng về máy móc, nhân công và con người để đẩy nhanh tiến độ, vì thời gian giãn cách đã quá lâu rồi, để là chủ yếu là hoàn thành con đường này trước mùa mưa để cho bà con. Phần nền đa số đã làm xong đến 90-95%, bây giờ là làm sang phần rãnh và cống để phục vụ công trình cho hoàn thiện này trước bão mưa để cho bà con đi lại cho đỡ khó khăn. Năm 2020, Ban Quản lý Dự án huyện Sìn Hồ đã triển khai thực hiện một số công trình cơ sở hạ tầng, trong đó chủ yếu là các công trình giao thông. Để đảm bảo tiến độ các công trình, dự án hoàn thành trước mùa mưa lũ, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực. Đơn vị cũng đã chủ động trong rà soát danh mục, trình tự thủ tục để tạo thuận lợi cho việc khởi công xây dựng. Trước mùa mưa lũ, Ban Quản lý Dự án huyện đã yêu cầu nhà thầu bổ sung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh đó, thì Ban Quản lý Dự án huyện cũng đã có sự chỉ đạo đến các nhà thầu việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, song song với việc thực hiện thi công công trình. Để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn huyện, thì Ban Quản lý Dự án đã đôn đốc các nhà thầu tập kết máy móc, nhân lực, vật liệu để triển khai thi công các công trình theo đúng hợp đồng đã được ký kết. Đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh, theo chỉ đạo thì Ban Quản lý Dự án đã đôn đốc các nhà thầu thực hiện các biện pháp để phòng chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Đến thời điểm hiện tại thì các công trình trên địa bàn cơ bản đang triển khai thi công và đảm bảo tiến độ theo hợp đồng đã ký kết. Với biện pháp linh hoạt và sự vào cuộc quyết liệt của Ủy ban Nhân dân, Ban Quản lý Dự án huyện,
Đến thời điểm hiện tại, các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Sìn Hồ đang được thực hiện theo đúng tiến độ và sớm hoàn thành trước khi bắt đầu mùa mưa năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo điều kiện cho nhân dân nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng một cách thuận lợi, vừa qua thì huyện Phong Thổ đã đẩy nhanh việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng tại các xã trong huyện. Qua đó thì đã giúp cho người dân có thêm điều kiện để khôi phục sản xuất sau những trận thiên tai vừa qua. Ghi nhận của phóng viên Thời sự. Là xã bị ảnh hưởng nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua, chính vì vậy xã Bản Lang, huyện Phong Thổ đã tiến hành việc chi trả dịch vụ môi trường rừng đầu tiên trên địa bàn với tổng số trên 3 tỷ đồng. Với số tiền được chi trả, nhiều người dân đã có điều kiện để tu sửa nhà cửa cũng như khôi phục lại những diện tích hoa màu bị thiệt hại trong thời gian vừa qua. Hôm nay cũng là được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, là các cấp chính quyền. Hôm nay là thôn Bản Lang 1 là được cấp phát tiền bảo vệ rừng. Thì cũng nhân dịp là hạn hán, thiên tai. Vừa rồi là thôn bản đó là trận mưa đá vừa rồi cũng thiệt hại tương đối lớn, mà cũng như dịp là dịch vụ tiền rừng này cũng một phần nào hỗ trợ cho bà con để mà khắc phục những hậu quả do thiên tai gây ra. Năm 2019, toàn huyện Phong Thổ có tổng số trên 42.700 ha diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng với tổng số tiền trên 51 tỷ đồng cho trên 16.400 hộ. Với số tiền này sẽ được trực tiếp Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện và Ủy ban Nhân dân các xã chi trả tới tận tay người dân. Điều này đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân khi nhiều địa phương đã chịu ảnh hưởng lớn bởi những trận thiên tai mưa đá và gió lốc vừa qua. Cũng tại các buổi chi trả, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện và Ủy ban Nhân dân các xã lồng ghép tuyên truyền cho các hộ gia đình và cộng đồng được giao đất, giao rừng, thực hiện tốt quyền lợi và trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng, phát động phong trào vận động toàn dân tham gia quản lý bảo vệ rừng và biểu dương các hộ gia đình cá nhân cũng như cộng đồng có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng tại địa phương. Về phía ban thì đã xin ý kiến chỉ đạo của huyện và tham gia ý kiến của quỹ để xin ứng tiền cho huyện là xảy ra gió lốc, mưa đá cái đợt vừa rồi thì xin ứng tiền để phát tiền cho dân đầu tiên trong cái năm 2020 để thực hiện đảm bảo tiến độ cho các xã để đảm bảo họ có một chút tiền góp phần vào cái tiền hỗ trợ để họ lợp lại những cái phần mái nhà để sau cái đợt mưa đá vừa rồi thì phía ban đã xây dựng kế hoạch cụ thể là phát sớm nhất trong thời gian là các xã xảy ra mưa bão thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phát đầu tiên để đảm bảo cho người dân kịp thời mua vật tư trang thiết bị về để lập mái nhà. Còn các xã còn lại chưa ảnh hưởng thì chúng tôi sắp xếp lịch phát sau, và nghĩa là kế tiếp cho thời gian ngắn nhất là từ giờ đến ngày 20 tháng 5 để chúng tôi sẽ hoàn thiện toàn bộ cái việc phối hợp với xã là phát tiền dịch vụ môi trường rừng trên toàn địa bàn huyện. Việc hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã tác động tích cực đến ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. Có thể nói, việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đã kịp thời giúp người dân yên tâm gắn bó với rừng, cải thiện sinh kế, từng bước nâng cao đời sống.